Nếu một ngày bạn nghĩ mình thật vô dụng thì hãy xem bộ phim này để biết rằng những người ngoài hành tinh cùng những công nghệ tiên tiến có thể hủy diệt trái đất bất cứ lúc nào đã thua trận trước những người hải quân, không haki, không trái ác quỷ và tất cả những gì có là những khẩu pháo và một kịch bản có cái kết có hậu. Câu chuyện xảy ra vào năm 2005, các nhà khoa học phát hiện ra một hành tinh mới giống với trái đất. Con người thì hay tò mò, đặc biệt là người Mỹ. Thứ hai là người Mỹ thì không chỉ tò mò mà họ còn lấy luôn cái mà họ tò mò nữa. Thế là họ ngay lập tức lên một trạm vệ tinh đặt tại Hawaii để gửi thông điệp đến hành tinh kia để có gì kết giao bằng hữu hoặc là cắn trộm chiếm được tí đất nào hay tí đấy tạm rời sang nasa và câu chuyện vệ tinh gặp stonehopper nhân vật phụ em trai anh là alex thì mới là nhân vật chính alex có giao diện của gambit nhưng mà lại là một biến thể của wolverine ý tôi là anh ấy thường xuyên nhậu nhẹt rượu chè bé bép ngược lại thì người anh trai của anh lại là một chỉ huy hạm đội hải quân hai anh em đang đàn đúng tâm sự thì alex để ý một cô nàng tên là sam bước vào anh đến đưa chuyện và hỏi tên cô chào em em tên gì em tin là đói ạ nhưng mà ở đây hết đồ ăn rồi alex nhanh chóng đến siêu thị mua đồ ăn cho cô nhưng mà siêu thị đã đóng cửa với kỹ năng của một người say rượu anh trèo được vào trong nhưng mà cũng vẫn kỹ năng của một người say anh không thể trèo ra ngoài và vô tình phá nát cửa hàng tạp hóa cảnh sát ập đến alex mang gà đến cho cô gái mở khóa thành tích bạn gái và cũng mở khóa thành tích đi tù luôn ngày hôm sau alex được thả về nhờ anh trai làm chức to trong ngành nhưng mà stone đã chịu đựng quá đủ với độ phá phách của alex nên là muốn alex làm gì đó có ích thế là alex nghĩ mình sẽ được làm cameo trong deadpool và wolverine nhưng mỗi tội ryan reynolds không mời nên là Stone cho thằng em mình vào hải quân. 7 năm sau, một cuộc tập trận giữa hải quân các quốc gia được tổ chức tại Hawaii, cùng chỗ với nơi đặt trạm phát sóng gửi tin đến hành tinh kia. Hai anh em nhà Hopper cũng tham gia. Alex tưởng là phế nhưng mà cũng thành trung úy rồi đấy. Và Sam giờ là bạn gái của anh, công danh sự nghiệp tình trường cái gì cũng có. Mỗi biết điều với lại Haki Vũ Trang là Alex chưa làm được. Chính vì thế nên anh sắp bị đuổi khỏi hải quân. Còn anh trai Stone thì được thăng chức lên làm thuyền trưởng của một con tàu quân sự. Nhưng mà Alex không cảm thấy buồn vì thua kém anh trai mà anh chỉ buồn vì mình không có sức mạnh trái ác quỷ và sẽ không được bố của Sam aka đô đốc hải quân đồng ý hôn sự của hai người và đó là cái điều chắc chắn xảy ra tại vì không ai lại giao con gái cho một người không có một cái gì ngoài phim của anh trai trừ khi đấy là mono Alex sau đó gặp mặt đô đốc nhưng mà không phải là cuộc nói chuyện giữa bố vợ và con rể mà Alex lại tiếp tục gây chuyện anh vô tình trượt chân để nắm đấm rơi vào mặt thuyền trưởng Nagata của Nhật Bản người trước đó cũng vô tình trượt chân để bàn chân bay vào mặt Alex cậu đúng là cái đồ vô tổ chức vô ý thức vô kỷ luật không hiểu sao con gái tôi lại yêu cậu À, có khi là tôi hiểu mong là nó không liên quan gì đó tới cái phần hông dưới của cậu nhưng mà cậu cứ cao ngạo đi sau buổi tập dượt cậu sẽ bị đuổi alex nghe lời bố vợ anh quyết định thay đổi một sự thay đổi rất đặc cụ thể là đặt con cổi Vì ngày hôm sau Alex lại mắc lỗi trong buổi diễn tập khi mà tự ý để trực thăng của tàu khác hạ cánh xuống tàu của mình. <laughs> ngu kiểu này thì hết phần ngu. Stone bật trạng thái người thân khi bị giết nợ, có nghĩa là trả người thân con mẹ gì cả và quyết định sẽ đuổi Alex vào đất liền. Tại đất liền thì Sam đang đến một trung tâm nghiên cứu hỗ trợ người khuyết tật tại vì Sam là một nhà vật lý trị liệu. Cô gặp Mick, một cựu binh đã mất đi đôi chân do chiến tranh. Tôi nghe nói là anh không còn chân. Cô bị mù à? Tại nghe nói anh thân thiện mà ai cũng có thể trêu được. Ừ tại vì chúng nó trêu tôi và tôi không đuổi được. Thế anh đã thử liên hệ X-Men chưa? Người như anh làm lãnh đạo được đấy Sam nghe Mick kể chuyện thì cũng dần đồng cảm với anh Cô rủ Mick đi dạo và Dĩ nhiên là Mick có chân nhân tạo Hai người đi dạo trên núi Đúng lúc Alex gọi điện cho Sam Thông báo về việc mình sắp bị đuổi cổ khỏi hải quân Hai người vẫn thoải mái trò chuyện Mà không biết rằng nơi Sam đứng chính là nơi đặt những trạm phát sóng của NASA năm xưa Ở bên ngoài không gian Năm vật thể kỳ lạ lào như cư dân mạng thấy phốt về phía trái đất Một trong số đó lao về vệ tinh của con người Và trệch hướng bay sang Hồng Kông Thổi bay một tòa tháp đơn May mà không phải tháp đôi nhá Thành tích của người Mỹ vẫn được giữ nguyên ạ à? Sau đó nó rơi xuống biển Bốn vật thể còn lại lao thẳng xuống thái bình dương ngay tại hải phận hawaii nasa tiếp nhận thông tin họ gọi đến trạm hawaii để kiểm tra ông kỹ sư ở đây sau bao nhiêu năm tự dưng lại có việc trở lại nhưng mà cũng chưa từng nhìn thấy những thứ này bao giờ tại lầu năm góc thì các nhà chức trách đang không biết phải làm gì ngoài việc đi loanh quanh và hỏi chuyện gì đang xảy ra một người của nasa sung phong phát biểu ông cho rằng những vật thể kia là những người ngoài hành tinh họ đến đây vì nhận được tín hiệu cách đây 7 năm của nasa đối mặt với tình huống này thì các nhà chức trách của mỹ lại đổ lỗi lên đầu nasa thôi tại vì sức mạnh lớn nhất của loài người chính là đổ lỗi sau đó họ gửi điện báo đến đô đốc nhờ ông xác nhận thứ kia là cái gì? đô đốc là nhân vật phụ nên là ông lệnh cho anh em nhà Hopper và thuyền trưởng Nagata lên đường làm nhiệm vụ. tàu của đội diễn tập do Stone và Nagata phụ trách tiến đến chỗ vật thể lạ. họ phải đến tận nơi mới nhìn thấy, tại vì thứ này không thể bị phát hiện trên radar. Stone gửi một đội gồm Rihanna, rồi rap 11 và Alex đến để kiểm tra. Alex đáy máy đến gần sờ soạn và bị một lực từ trường đẩy ra. vật thể lạ bắn lệnh sóng âm lên trời, tạo thành một khiên chắn khổng lồ bao quanh toàn bộ hải phận Hawaii. hạm đội của đô đốc bị mắc kẹt bên ngoài, không thể liên lạc được với hạm đội của Stone và Nagata bên trong. tiêm kích của cô xuyên qua rào chắn nhưng mà nhận cái kết đô đốc ngửi thấy mùi không ổn ra lệnh cho hạm đội chuẩn bị hàng nóng để chuẩn bị giao chiến ở bên trong lớp khiên chắn các thủy thủ đoàn của stone và nagata đang như một con asha vừa vào trận ranh đầu tiên họ không biết phải làm gì radar thì mất liên lạc thì bị cắt và cái của nợ trước mặt kia là gì thì không ai biết cả alex cùng rihanna và the rock chuẩn bị lên tàu thì một con tàu chiến ngoài hành tinh ngói lên đúng hơn là ba con chúng bắn một sóng âm làm điếc tai ba chiến hạm stone lúc này mới nhận ra đáng nhẽ phải bắn bỏ mẹ cái thứ trước mặt từ đầu các tàu khác đồng lòng nhất trí mỗi tội họ bắn trượt nhưng mà ít nhất cũng thành công trong việc chọc tức con tàu ngoài hành tinh kia, chúng rút khẩu súng 6 nòng với đạn là bom nguyên tử hay là cái bom đếch gì đấy không ai biết và bắn liên tục vào hạm đội của Stone. Phe con người chỉ biết rơ mắt lên nhìn đạn bay vào đầu. Cả con chiến hạm phát nổ, toàn bộ thủy thủ đoàn và anh trai Alex trở về với đại dương. Alex trở về tàu, nhận được tin anh mình đã hy sinh, không còn ai chỉ huy chiến hạm nữa cả. Thủy thủ trên con tàu dân Chủ đưa ra một quyết định phong kiến nhất trong cuộc đời họ là anh trai chết thì thằng em trai sẽ lên nắm quyền chỉ huy. Và thế là Alex trở thành thuyền trưởng. Với cái bản tính hổ báo cáo trôn thì anh ra lệnh solo tay đôi với con tàu ngoài hành tinh kia và yêu cầu tàu của Nagata giúp đỡ. Nagata nghe kế hoạch khá là ngu nhưng mà thôi vẫn làm theo và tàu của anh lọt luôn vào tầm ngắm của tàu ngoài hành tinh. Chúng quay khẩu sáu nòng sang bắn liên tục vào tàu của Nagata. Nhưng mà vì đã có kinh nghiệm ăn bom truyền lại từ ông trai đời trước, thủy thủ đoàn của Nagata vẫn sống sót sau cú nổ. Alex thì đếch thèm quan tâm đến tàu đồng minh, ra lệnh lao lên bắn tay đôi với con tàu ngoài hành tinh trước mặt. Hà Lan người Mỹ sợ hãi bảo Alex suy nghĩ lại. Alex không nghe. The Rock bảo Nagata đang kêu cứu. Thôi thế thì nghe vậy. Con tàu chuyển hướng sang cứu những người dưới nước. Con tàu ngoài hành tinh phát hiện ra tàu Alex không tấn công nữa thì cũng dừng lại không mang tiếng bắt nạt trẻ con thủy thủ đoàn tạm thời vui mừng tại vì con tàu ngoài hành tinh đã đổi mục tiêu chúng bắn ba cái bánh donut nớt biết xoay về phía đất liền với mục đích là phá nát toàn bộ công trình xây dựng của con người người mỹ thì rất thích bánh đâu nớt nhưng mà là bánh của mcdonald cơ may mắn cho họ là chúng chỉ phá công trình chứ không hại người đứa nào đen dính đạn lạc thì chắc là đánh chịu bánh donut xoay cứ thế cầy nát cái đảo hawaii đô đốc ở phía ngoài rào chắn lúc này đang vô cùng bất lực mọi trách nhiệm xử lý con tàu ngoài hành tinh kia nằm trên vai alex nagata và thủy thủ đoàn thì đã được cứu và việc đầu tiên anh làm là chửi bỏ mẹ cái thằng nào xúi dại mình bắn con tàu kia Alex nghe xong thì nhụt chí rồi rock shoppy vào gọi Alex họ bắt được một thằng ngoài hành tinh đi lạc Alex và Nagata mở mặt nạ của hắn ra và chiếu vào mắt hắn ngủ đã ngon thì bị chiếu đen vào mắt tên ngoài hành tinh kia nổi điên túm đầu Alex anh thoáng chốc thấy một viễn cảnh hành tinh của bọn người ngoài hành tinh sẽ phá hủy trái đất chớ kịp xem thêm thì một vụ nổ diễn ra đồng bọn của tên ngoài hành tinh đến cứu chúng rời đi và không hề làm hại một ai Alex dần hiểu ra mục đích của bọn ngoài hành tinh nhưng mà để san phẳng trái đất thì ba con tàu kia là chưa đủ bọn ngoài hành tinh cần một cái trạm phát sóng đủ mạnh để gửi tin tức về hành tinh của mình không phải phải cái trạm nào khác ngoài trạm Hawaii của NASA. Sam và Mick thì lại vô tình có mặt trên ngọn núi đặt trạm phát sóng. Họ được cảnh sát khuyên là rời khỏi khu vực này nhưng mà Mick không nghe. Anh ấy muốn xem người ngoài hành tinh mồm ngang mũi dọc thế nào không chết là vừa. Tiến lên thêm một đoạn thì hai người thấy mấy ông cảnh sát vừa nhắc mình đã bị giết sạch. Là một người có kinh nghiệm chinh chiến, Mick bảo Sam lên chỗ mấy ông cảnh sát lấy chìa khóa để ra khỏi đây. Sam lấy được chìa khóa, hai người chuẩn bị rời khỏi ngọn núi thì anh kỹ sư chui từ bụi rậm ra. Ba người đến gần trạm phát sóng, Mick chỉ quan sát một lát đã biết được ngay mục đích của bọn ngoài hành tinh là phát tín hiệu về quê nhà để gọi quân đội đến Nhờ kinh nghiệm chinh chiến bao năm của mình thì Mick lại bảo anh kỹ sư vào trong cướp thiết bị liên lạc của chúng để báo tin cho quân đội. Trong lúc đó thì toàn thế giới đã được thông báo về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh, người dân bắt đầu hoảng loạn, các cuộc bạo động diễn ra, chính phủ bắt đầu sợ hãi. Ô tự nhiên thông báo làm gì? Lầu năm góc ra lệnh cho đô đốc xuyên thủng rào chắn, đô đốc từ chối tại vì tầm này đâm vào đấy thì chết hết một mẻ. Ở phía trong, tàu của Alex vẫn đang đối phó với những kẻ đột nhập lên tàu. The Rock Shoppy tìm được một con nhưng mà nó không làm gì anh mà mục tiêu là phá hủy động cơ con tàu. The Rock Shoppy chặn tên người ngoài hành tinh lại và trở thành kẻ thù trong mắt hắn. The bị Bị đánh Alex đến cứu The Rocks Alex bị đánh Rihanna đến cứu Alex Rihanna bị đánh Alex bảo Rihanna chạy Rihanna chạy luôn còn Alex dụ tên ngoài hành tinh ra trước nòng pháo và bắn tan xác hắn tối đến thì Alex bắt đầu lên kế hoạch để tấn công bọn ngoài hành tinh chỉ có điều là radar đã bị vô hiệu hóa họ còn không biết được vị trí của chúng và bọn chúng cũng không biết được vị trí của họ Nagata nghĩ ra một cách là anh sẽ đoán hướng đi của chúng qua thiết bị cảnh báo sóng thần cứ chỗ nào có biển động là bọn ngoài hành tinh ở đó Alex thì bán tín bán nghi buộc Nagata phải đứng ra thể hiện một máy phát radar thủ công được tạo nên Alex được mở mang tầm mắt anh giao lại quyền chủ huy cho nagata chính thức vứt bỏ đi cái tôi thường có của mình sau một hồi quan sát thì nagata đã phát hiện ra chuyển động Rihanna ngồi chốt tọa độ erling hà lan quan sát nagata ra lệnh bắn nhưng mà hai phát đều trượt tại vì tàu địch di chuyển quá nhanh việc bắn tên lửa làm lộ vị trí của tàu alex tàu địch bắt đầu lao đến phía anh chúng bắn tên lửa đáp trả alex nhanh trí ra lệnh lùi tàu hết tốc lực tạm thời né được loạt tên lửa trận chiến tên lửa trong mù loà tiếp tục diễn ra nagata phải ra quyết định nhanh trước khi chúng lao đến anh quyết định bắn cả hai tàu địch cùng một lúc và chờ chúng đến thật gần mới bắn để tăng độ chính xác sự liều lĩnh của anh này thì đúng là tiêu diệt được hai tàu địch đúng lúc đấy thì alex nhận được cuộc gọi từ xa ở trên đảo cô nói cho anh mục đích thực sự của bọn người ngoài hành tinh cộng thêm viễn cảnh mà alex thấy lúc trước đó anh hiểu ra được mọi chuyện nhưng mà trước khi thực hiện được kế hoạch đó thì họ vẫn còn một con tàu ngoài hành tinh cần lo liệu nagata không thể xác định được vị trí con tàu đi hướng nào tại vì nó liên tục chuyển hướng alex nghĩ ra một kế hoạch anh nhớ lại lời erling hà nói lúc trước về chiếc mũ của bọn ngoài hành tinh nó có kết cấu như một chiếc kính dâm có nghĩa là bọn này không thể nhìn được ánh sáng mặt trời anh ra lệnh đưa tàu đến nơi có mặt trời mọc và cùng nagata lên bong tàu chuẩn bị bắn vỡ kính của bọn ngoài hành tinh tàu địch bay đến mặt trời ló lên alex và nagata nã liên tục vào kính tàu bọn ngoài hành tinh bị lóa mắt nhưng lúc đó con tàu khai hỏa tiêu diệt con tàu cuối cùng của kẻ địch nhưng mà đó vẫn chưa phải kết thúc chúng vẫn còn một con tàu mẹ nó bắn hai con ramosu bay tới tàu của alex và cày nát con tàu toàn bộ thủy thủ đoàn phải bỏ tàu chạy lấy người sam từ trên hòn đảo nhìn thấy tàu của alex bị phá cô và mick sẽ quyết định giúp họ kéo thêm thời gian với bọn người ngoài hành tinh trong lúc đó thì alex tìm được tàu mới và alex với tính cách điên rồ của mình lại nghĩ ra một kế hoạch điên khùng khác là sử dụng chiến hạm cuối cùng đang có mặt ở hawaii chính là con tàu Missouri được sử dụng trong Thế chiến 2 hiện đang nằm trong bảo tàng. Nhưng vấn đề là cái bản cập nhật iOS của con tàu đang hơi lỗi nên là các thủy thủ đoàn không ai biết cách sử dụng. Nhưng mà Alex thì không dễ dàng từ bỏ như vậy. Anh nhờ những cựu chiến binh đã từng sử dụng con tàu này trong Thế chiến một lần nữa kề vai sát cánh chiến đấu, Lai áp giả chảy hợp sức để khởi động con tàu. Do tuổi cao sức yếu nên con tàu chạy hơi chậm. Nhưng mà may cho họ là con tàu mẹ đã không biết đi. Alex ra lệnh cho Rihanna ngắm bắn sang ngang và chỉ huy tàu đâm thẳng về phía tàu mẹ. Sau đó bẻ lái con tàu hết cỡ. Tàu địch dự đoán hướng đi của con tàu và bắn tên lửa về phía Alex. Alex ra lệnh thả neo, con tàu khựng lại là một cú Hawaii drift né được toàn bộ tên lửa của địch. Nòng pháo lúc này thì đã chĩa thẳng vào con tàu mẹ, toàn bộ thủy thủ đoàn xả pháo liên tục vào đầu địch. Con tàu mẹ bị phá hủy, lớp khiên chắn hạ xuống, đồ đốc ra lệnh cho toàn bộ không quân bay vào chi viện. Ở trên đảo, người ngoài hành tinh đã bắt đầu truyền tín hiệu ra vũ trụ. Mick và Sam lao vào giữa lòng địch để phá hủy cỗ máy, nhưng mà Sam bị mắc kẹt trên ô tô. Mick đi ra cản tên người ngoài hành tinh. Chân thì không có nhưng mà sự dũng cảm và cái bụng chứa mắc Donald thì anh có rất nhiều. Tên ngoài hành tinh bị mù tạm thời do không có mũ bảo hiểm, nhưng mà người ai sức lực có hạn, Mick vẫn không ăn được tên ngoài hành tinh anh kỹ sư từ đâu xuất hiện giải cứu mic hai người hợp sức áp chế tên ngoài hành tinh tạm thời làm chậm tiến độ truyền tin tàu của alex lúc này đang tiến đến trạm phát sóng nhưng mà nằm có đạn thì hỏng còn năm không hỏng thì lại không có đạn thế là họ phải tự mình bê đầu đạn gần nửa tấn từ đuôi tàu lên đầu tàu khó khăn tiếp theo xảy đến khi mà con tàu mẹ chưa chết hẳn nó bắn ba cái bánh đầu nớt xoay về phía tàu alex alex quyết định sử dụng viên đạn cuối cùng để phá trạm phát sóng và chấp nhận hy sinh tính mạng trạm phát sóng bị phá hủy ba cái bánh đầu nớt cũng kịp thời được không quân của đô đốc bắn phá và trận thủy chiến giữa hải quân và người ngoài hành tinh chấm dứt Alex và các đồng đội nhận được những huy chương cao quý nhất của hải quân và anh cũng lọt vào tầm mắt của những chỉ huy hạm đội khác. Giờ thì chỉ còn một cánh cửa cuối cùng anh cần phải bước qua là xin phép đô đốc cho anh được cưới Sam. Đương nhiên là đô đốc từ chối, ông tạm thời cho Alex vào danh sách chờ. Và đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trong chiến hạm. Thì người ngoài hành tinh cũng kinh đấy nhưng mà tầm này thì chỉ có mang lớp phi mũ rơm đến đây. tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký The reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.